Thưa quý vị, Ban biên tập hộp thư có nhận được đơn thư của bà Trần Thị Thời, 80 tuổi, thường trú tại thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, hỏi về việc. Bà là vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Ưởng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, gia đình bà được xét tuyệt vào danh sách hộ người có công, được xây nhà mới. Tuy nhiên, theo bà Thời cho biết, bà tuổi cao và lại không có điều kiện kinh tế để xây mới nhà, nên chỉ đề nghị được sửa chữa nhà nhưng không được hỗ trợ. Để tìm hiểu vấn đề công dân phản ánh, phóng viên chuyên mục hộp thư truyền hình đã về địa phương làm việc với đại diện lãnh đạo địa phương, công chức chính sách xã và được biết. Thực hiện cái công tác rà soát của đối tượng của người có công và hộ nghèo vào năm 2019 và 2020 xây nhà ở, thì cái tổng kinh phí mà trên có kế hoạch 01 về thì hỗ trợ cho mỗi gia đình 80 triệu để xây nhà mới. Thế trong cái gia đình người có công với bà Trần Thị Thời này thì được đối tượng xây nhà mới, thì bà ấy có cái trong cái việc mà bà ấy làm đơn với bà xuống ủy ban xã, bà xin rút là bà ấy không xây nhà mới mà bà chỉ đề nghị là ở trên là hỗ trợ cho bà ấy là sửa tu sửa nhà chứ không xây nhà mới. Năm 2020 là chỉ có hai đợt xây nhà mới, bao giờ có cái kế hoạch hay có một cái thông báo quyết định cụ thể ở trên mà để hỗ trợ cho các hộ người có công tu sửa ấy, thì chúng tôi ở ủy ban xã thì sẽ cũng thực hiện, sẽ họp và sẽ triển khai và sẽ hỗ trợ đến các cái hộ không để hộ nào sụp. Sau khi làm việc với chính quyền địa phương, phóng viên có gặp gỡ trao đổi với bà Trần Thị Thời tại gia đình ở thôn Bái Khê, xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ. Bà Thời đã hiểu chủ trương chính sách của nhà nước và bà mong muốn ngôi nhà xây dựng từ năm 1976 đã xuống cấp, khi nào nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà thì gia đình bà sẽ được sửa chữa nhà ở và cũng là nơi thờ cúng liệt sĩ được khang trang hơn.